mời các bạn xem phần 2. Đây là cái Red Maple. Dành riêng cho con nít và họ cấm quay phim. Các bạn hãy coi hai con vịt này, coi nó là con vịt thiệt hay vịt giả nha.
Đây là cây phong của Nhật. Đó là cái chỗ chỗ đó đó, mà cái chỗ nãy mình mới ngồi ăn đó. Bây giờ ăn xong rồi giờ mình đi tiếp đây.
là vườn cây của bông tulip mà mình đã đi chảy một tuần cho nên nó đã rụng hết rồi. Không biết chắc 2-3 tuần gì đó nữa nó sẽ lên lại hay cái gì đó. Mình cũng không biết chắc nữa. Ở cái garden này họ có mấy cái tượng nhìn rất là đẹp và rất là lạ, mà đa số là mấy cái tượng nhìn giống ở Africa, Phi Châu. Đây là cây bông ở rừng Amazon. Tượng gì đây? Nếu ai mà biết được nói cho mình biết nha. Nhìn giống cái gì đây không biết nữa. Ở đây nhiều quá rồi. Đây là cái tượng người đẹp Phi Châu đây. Người Phi Châu thì phải tóc quắn vậy đó, nhìn mới đẹp. Đây là cái tượng của ông Shakespeare. Đây là vườn bông tulip thứ hai mà cũng đã rụng luôn rồi. Đây là chỗ người ta chuyên môn quay đám cưới
hoặc là chụp hình cưới, hoặc là hình đính hôn.